Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Vâng, cũng đã rất lâu lắm rồi nên em mới về một chiếc Toyota Innova phiên bản số tự động. Đấy, bản Innova bản V. Đấy, phiên bản số tự động máy 2.0. Xe mang biển kiểm soát 16M3726. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Đấy, chưa đổi biển nhé. Zin cả xe, sơn xi sạch sẽ, thân vỏ lành nặng, máy số zin. Đấy, không một ngày taxi dịch vụ. Đấy, xe này gia đình sử dụng. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá chỉ có 275 triệu đồng thôi. Đó, Toyota Innova phiên bản số tự động. Đấy, phiên bản số tự động này thì trang bị khá là đầy đủ, phanh đĩa ABS, túi khí xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Đó, form này thì 2008 nhưng đã lên form mới rồi. Mang biển kiểm soát 16M nhé. Đó, sơn xi màu bạc. Đó, sơn xi rất là sạch sẽ. Các cái đường gân gờ ghép nối này. Đó, rất là đẹp. Động cơ 2.0, máy xăng, công nghệ và bí thư thông minh. Xe này trang bị la răng 15 inch. Bề mặt lốp thì rất là lớn, 20,5 phân. Đó, dãy lốp còn rất là sâu này, thành lốp khoảng 18 phân nhé. Lốp này đi rất là êm. Good year này. Đấy, lốp này được trang bị trên Vin VF8 của xe điện của VinFast nhé. Đó, xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, chân kính nẹp mưa đầy đủ hết. Một dòng xe gia đình sử dụng. Những cái bản Innova bản V này thì cũng rất là ít khó nhé. Phiên bản tự động rất là dễ dàng đi di chuyển. Nội thất ghế da nguyên bản, trần lỉ nguyên bản. Nói chung là chiếc xe này thì tất cả đều còn nguyên bản. Về chất lượng xe thì cam kết cho quý các bạn. Nếu quý các bạn chỉ việc cân đối về giá thôi. Màn hình cam lùi khóa điện đầy đủ hết rồi. Vô lăng 4 chấu, trợ lực lái tuôn dầu, túi khí trên vô lăng bọc da. Nội thất thì không thể đẹp hơn được, đẹp như mới quý vị các bạn. Toyota bản V phiên bản số tự động, máy của dòng Innova này thì siêu bền bỉ rồi, không hỏng hóc. Đồ đạc thay thế rất là sẵn và rẻ, tất cả đều còn đẹp như mới. Đó, và mức giá là chỉ có 275 triệu đồng thôi. Vâng, 275 triệu đồng bên bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị ạ. Có một mẫu xe MPV siêu rộng rãi. Đó, hàng ghế thứ hai này cực kỳ rộng nhá. Đó, hàng ghế thứ ba mà nếu mà không dùng đến có thể treo lên để đồ cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, bản V này đi thì rất là nhàn, phiên bản số tự động đi rất là nhàn. Và bản so với bản số sàn thì bản B sẽ ăn hơn khoảng 1 lít xăng nhé. Công nghệ đèn halogen cả trước cả sau. Bản V này, Toyota Innova, tư nhân chính chủ, một chủ mới, không taxi dịch vụ. Tất cả đều còn nguyên bản. Như lướt gió này. Wow. Hàng ghế thứ hai mà gập lên thì rất là rộng rãi nhé. Đấy, đi du lịch để đồ cực kỳ thoải mái. Ốc áp màn lề vẫn còn nguyên bản, chưa đụng đến cà lê màu lết. Sàn sạch sẽ, rộng rãi. Trên bản này được trang bị điều hòa 3 dàn. Điều hòa của Toyota Innova, dòng xe Toyota thì siêu mát rồi. Đấy, xe trang bị hai mắt cảm biến này. Toyota Innova thì dẫn động cầu sau, thùng treo độc lập phía trước và treo cứng phía sau này. Nó giảm chấn bằng nó so nét thì được. Gầm bề chắc không hề bục mọt gì. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ và nút chuông
Đây là cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn. Này, em đưa lên hàng ngay. Đó, bình xăng của Toyota là khoảng 53 lít. Đấy, đổ một lần đi rất xa luôn. Đấy, một mẫu xe MPV, một mẫu xe du lịch, đăng ký 8 chỗ ngồi cả lái. Toyota thì Innova này thì đã làm xong top 10 được rất lâu. Đấy, từ khi mà Mitsubishi Xpander nó ra mắt thì nó cũng bị giảm một chút nhưng vẫn bán khá là chạy. Thiết kế đơn giản, máy móc bền bỉ. 4 cổ lốp mới đét. Lốp hút yên nhé. Cửa đóng êm chắc, đúng chất xe ra đi. Đó. 2008 Phúc Yên Vĩnh Phúc. Gương kính chỉnh điện. Đó. Bảng táp lô đồng hồ đây, vòng tua rất là chuẩn chỉ. Ốt đồ chỉ hơn 11 vạn thôi. Đấy, vô lăng bọc da nguyên bản. Đó, vô lăng bốn chấu. Túi khí trên vô lăng. Màn hình cam nùi. Điều hòa chỉnh tay. Điều hòa trên Toyota Innova thì không chê vào đâu được. Cái dòng xe Innova. Đấy, xây cảm biến nùi này. Đó. Xây kính này. Đấy, rất là đầy đủ. Cổng sạc 2V. Chỗ này để điện thoại này. Đó. Số này là số zig zag nhé. Đấy, không cần bấm lấy chuyển số. Có cả hỗ trợ leo dốc đồ đèo. Đấy, số thấp này. Đấy, số là số thấp này. Vẽ thì tay khá là đẹp. Phần táp ly này. Đó. Hộp đựng kính này. Rất là đầy đủ. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn nhé. Sau đây sẽ tiến về phần khoang lái cho quý các bạn xem. Khoang máy này. Kính lái một chạm này. Auto này. Đó, máy nổ rất là êm luôn. Ngồi trong xe gần như không nghe gì. Công nghệ và mi thiết thông minh. Động cơ Toyota Innova này 2.0 công suất cực đại khoảng 118 mã lực. Sơn rất là đẹp luôn. Dòng này rất ít có nhé. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy 2.0, máy xăng, máy đặt dọc, dẫn động cầu sau, cũng treo độc lập phía trước và dẫn cứng phía sau, máy giảm chấn bằng loa xo lén khí lực. Đó. Máy số thay mỗi con đàn cò thôi, máy số còn zin đét. Máy nổ siêu êm, tình cảm mùa xuân, không có tiếng lạ. Đây như máy mới. Khô ráo sạch sẽ. Công suất cực đại của khối động cơ vào khoảng 118 mã lực. Với tiêu thụ nhiên liệu 8-10 lít. Đó, đây là cụm xe ABS. Anh chị ABS chống có cứng chống trượt trượt nhé. Đấy, ốc áp nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, không đâm xô tai nạn gì. $175 triệu. Sắt xì còn rất là đẹp, không hề mục mọt gì cả. Mặt xe đi rất là dễ gì. Máy móc tươi ráo sạch sẽ. Vâng, là một chiếc Toyota sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy 2.0, mang biển kiểm soát 16M3726, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ, còn zin nguyên bản.
Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là chỉ có 275 triệu đồng thôi. 275 triệu đồng mới đảm bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.